Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định 546 giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu chính phủ đặt ra là đạt bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 92,6% trong năm nay, sau đó tăng dần và đạt bao phủ hơn 95,1% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2025. Chính phủ giao các địa phương có kế hoạch giải pháp triển khai để đạt mục tiêu được giao, cân đối ngân sách và quy động nguồn hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bộ Y tế được giao chỉ đạo các bệnh viện nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, sửa luật bảo hiểm y tế để thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao có giải pháp để tất cả học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa công bố Bộ Quy tắc Đạo đức Doanh nhân Việt Nam và phát động thực hiện trong cộng đồng doanh nhân toàn quốc với các nội dung đó là tạo giá trị cho xã hội, tuân thủ pháp luật, minh bạch, công bằng, liêm chính, sáng tạo, hợp tác cùng phát triển, tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, yêu nước có trách nhiệm với xã hội và gia đình. Bộ Quy tắc Đạo đức góp phần thực hiện chủ trương Đảng, Nhà nước đã đề ra về xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội cao, củng cố niềm tin, tăng sự ủng hộ của xã hội đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.